Có những mối tình khởi đầu như chuyện hời hợt, vui đùa, nhưng kết cuộc thì lại gắn bó keo sơn vĩnh viễn. Đó là một câu chuyện lãng mạn mà tôi sắp kể cho các bạn nghe dưới đây. Tôi là gã đàn ông cả đời chỉ biết chí thú làm ăn. Tiền bạc làm ra bao nhiêu, vợ dành cất giữ hết. Thôi thì để vợ vui vẻ cho yên cửa yên nhà cũng không sao. Về cái khoản gái gú ngoài luồng thì cũng chưa từng gian díu với ai bao giờ. Sở thích cá nhân của tôi chỉ biết gói gọn trong hai chữ gia đình. Vậy mà đùng một cái, gã chạy thục mạng trốn ra khỏi nhà như một tên trộm đang bị cảnh sát truy đuổi, dí sát đít. Gã đó là tôi, một thằng ngu vào loại nhất quả đất. Tôi cuốn gói ra đi đột ngột, không hề dự tính trước. Cái kiểu hấp tấp xách vội cái túi, chạy nhanh ra cửa, khiến những ai nhìn thấy cũng đều kinh ngạc. Bà vợ tống tiễn tôi bằng một câu chửi, nghe như một lời hăm dọa, rít qua kẽ răng. Ngon thì biến luôn đi, đừng có vác mặt về nữa. Bà không hiểu rằng thời điểm đã đến, già néo thì đứt dây, giọt nước làm tràn ly. Những áp lực vô lý đã đẩy nhận thức trong tôi đến chỗ tới hạn để thay đổi hoàn toàn. Lúc đó tôi nghĩ nếu còn ở lại thêm ngày nào thì tương lai tôi chỉ còn là một sự tổn thương vĩnh viễn. Đây không chỉ là chuyện chia tay mà là một cuộc trốn chạy khỏi ngục tù để tìm đường sống. Nhưng tìm được hay không thì lại là một chuyện khác. Hành trang tôi mang theo vẻn vẹn có cái vali kéo cỡ nhỏ và chiếc cặp laptop, dĩ nhiên là cùng với con vợ hai nữa. Đừng tưởng bở, nó chỉ là chiếc xế hộp yêu quý của tôi thôi. Không có nó thì đi được đến đâu chứ. Tôi biết lần này sẽ không có chuyện quay về cuộc sống cũ, vì đã nhất quyết bỏ lại sau lưng mọi thứ đã chắc chiêu gầy dựng suốt 20 năm. Dù trong lòng ngập tràn nỗi hoang mang lo lắng và cả sợ hãi. Khi ra xe, bỏ đồ đạc lên băng sau, rồi bước vào ghế lái. Tôi ngồi yên lặng gần 10 phút vì không biết đi đâu và cho xe chạy về hướng nào. Thật ra cũng dễ hiểu thôi. Giây phút để tôi quyết định biến chỉ kéo dài chưa đầy 5 phút. Mặc dù đã dằn vặt đau đớn suy nghĩ về nó rất nhiều năm trời. Tôi đâu có nơi nào khác để đi, vì tất cả những gì của tôi đều ở lại nơi tôi vừa rời bỏ. Điều lo lắng lớn nhất chính là văn phòng công ty của tôi cũng đặt ở đấy, và không thể mang nó theo mọi lúc như một món đồ được. Tôi quyết định đến một quán cà phê để có thời gian suy nghĩ và sắp xếp những việc cần làm. Thoáng nghĩ nhanh trong đầu, tôi nghĩ mình cần có một ai đó đủ tin cậy hỗ trợ. Tôi gọi cho Diễm, nhỏ bạn thân thiết duy nhất của tôi. Như thường lệ, thấy phone call của tôi là con nhỏ reo lên. Mới giờ này mà đã gọi đi uống hả anh trai? Tôi không trả lời mà hỏi lại. Rảnh không nhóc? Trời, trong giờ làm việc mà rảnh gì? Anh đang ở đâu vậy? Thôi, lo làm việc đi. Chừng nào xong thì cho anh gặp chút. Anh đang ngồi ở cà phê biệt ly. Khi nào rảnh, tôi sẽ kể cặn kẽ về tình bạn đáng ngờ của tôi với Diễm cho các bạn nghe. Vắn tắt thì thế này. Một cô bạn của em gái tôi giới thiệu Diễm để nhờ tư vấn về vấn đề bảo hành sản phẩm công nghệ. Sau đó, Diễm trở thành khách hàng thân thiết của tôi lúc nào không biết. Có lẽ bắt đầu từ chuyện nể phục kiến thức, dẫn đến việc em nó có cảm tình rồi thích tôi, nên cố ý kết thân thành bạn.
một tình bạn kỳ cục và khó hiểu giữa hai kẻ khác biệt tuổi tác và cả tính cách. Dù không ai nói ra, nhưng tôi ngầm hiểu Diễm vẫn có ý muốn tiến xa hơn cái tình bằng hữu dễ bị thiên hạ dị nghị này. Diễm cứ quanh quẩn bên tôi như một đứa bạn ý hợp tâm đầu, và thỉnh thoảng cũng gây cho tôi không ít rắc rối vì bị thiên hạ hiểu lầm. Nhỏ này có quan điểm thoáng như tây, thích thì nhích, chẳng thèm coi ai ra gì. Có lần nó còn cười vào mũi tôi: "Em có làm gì anh đâu mà cứ co rúm người lại vậy? Đừng lo lắng quá thế. Em không phải loại giật chồng người ta." May phước là trước giờ bà vợ tôi chưa từng nghe nói về Diễm. Nếu nói tôi không thích em ấy thì cũng không đúng. Nhưng để giữ uy tín là một người chồng, người cha mẫu mực, nên tôi cố ngăn không cho phép tình bạn đó tiến gần đến mức nguy hiểm. Ngoài ra, tôi còn lớn hơn em nó đến 20 tuổi. Tôi ghét bị người ta dèm pha là trâu già thích gặm cỏ non, dù biết chắc là cỏ non lúc nào cũng ngon. Sẽ có người chỉ trích: "Tại sao đã biết đó là một mối quan hệ nguy hiểm mà tôi vẫn cứ lấp lửng duy trì?" Kính thưa mọi người, là vì tôi cô đơn quá mà. Tôi thực sự cần có ai đó để nói chuyện, nếu không thì tôi sẽ trầm cảm chết mất. Và cho đến giờ này, hứa danh dự là tôi với nó cũng chỉ dừng ở mức bạn bè thuần túy mà thôi. Nhỏ đó thông minh và có nhiều ý kiến hay khá bất ngờ. Biết đâu nàng có thể gửi cho tôi một vài ý tưởng hay ho nào đó. Hơn lúc nào hết, tôi đang cần một người có khả năng làm dịu đi sự lo âu và căng thẳng. Tôi cần tỉnh táo và mạnh mẽ để đương đầu với vô số khó khăn trước mắt. Vì thực tế cho thấy, tôi đã chính thức trở thành một kẻ vô gia cư đúng nghĩa. Trong lúc chờ đợi, tôi tính toán trước hết phải lo tìm một chỗ ở. Có an cư mới lạc nghiệp được. Chuyện cần một cái mặt bằng để dời văn phòng sẽ tính sau. Cả đống thứ phải lo, nhưng thú thật, về mặt tài chính của tôi lúc này hiện đang gặp khủng hoảng chuyện làm ăn nên rất hẻo. Khoảng gần một tiếng sau thì Diễm phi xa máy tới. Mỗi lần tôi gọi thì em nó đều hối hả chạy đến. Nhìn mặt Diễm hớn hở mà tôi thấy trong lòng vui lên một chút. Phải công nhận, nếu đừng có chuyện thả thính thì em là đứa bạn đáng yêu nhất mà tôi từng có. "Lại có chuyện gì nữa rồi phải không?" nàng hỏi một câu lạc quan hết sức. "Thấy gọi đột xuất là hiểu rồi hen." Tôi trả lời với vẻ mặt buồn thiêu. "Kể em nghe đi anh." Tôi tóm tắt cho em nó nghe về tình hình của tôi. Nàng thở dài thường thượt rồi nói bằng giọng ngao ngán: "Sao em thấy cuộc sống của anh khó thở quá à? Chắc bà vợ anh bị điên phải không?" "Thôi bỏ chuyện đó. Em có ai quen biết cho thuê nhà trọ đàng hoàng giá rẻ không?" "À quên, sở dĩ tôi hỏi vậy vì Diễm cũng đang ở trọ. Em rời Quảng Nam vô đây đi học rồi đi làm suốt hơn 10 năm nay, nên rành rẽ ba cái vụ mướn nhà hơn tôi nhiều." "Anh làm sao mà ở nhà trọ được? Trời ơi, một ông chủ từng ở nhà cao cửa rộng mà giờ chui vô phòng trọ thì còn ra cái thể thống gì nữa?" "Thôi, dẹp mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó đi. Giờ phải chấp nhận thực tế thôi." "Nhưng dân đi xe hơi thuê phòng trọ thì ai coi? Rồi chỗ để xe của anh nữa." "Khó à nha." "Khó cũng phải tìm cho ra. Xong chỗ ở rồi còn lo tới chỗ làm. Em thăm dò giúp anh.
anh cũng tìm trên các mục rao vặt. Nãy giờ chấm được một hai chỗ rồi, nhưng thấy không ổn. Không ổn về gì hả anh? Về giá cả, vị trí xa xôi, và cả vấn đề an toàn nữa. Cũng khó anh nhỉ? À mà, trước mắt tối nay anh định ngủ đâu nè? Chắc ngủ đỡ khách sạn một hai đêm gì đó. Trời ơi, hà tiện đi ông tướng. Giờ nghèo rồi mà còn phải đặt xài sang. Chứ anh biết làm sao. Giờ em tính như vậy. Anh mang ô tô đi gửi, sau đó về nhà em, ở tạm cho đến khi tìm được nhà. Trời đất ơi, còn điên. Làm gì mà điên? Đừng tưởng bở. Ê nhỏ, em nghĩ gì vậy? Thì nghĩ cái mà anh đang nghĩ đó. Về em nấu cơm cho anh ăn, rồi tỉnh táo lo kiếm nhà. Hen, nghe em đi. Đỡ tốn kém và thoải mái hơn khách sạn nhiều. Tiết kiệm đi anh. Có em để làm gì anh ha? Nhìn nét mặt ranh mảnh của em mà tôi đang buồn như chấu cắn, cũng phải phì cười. Trời ạ, à, có khi nào nó đang thừa nước đục thả câu không ta? Làm sao mà tôi dám gây ra lỗi lầm vào lúc này cơ chứ? Nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi thấy lời đề nghị của Diễm thật hấp dẫn. Vì ít ra tôi cũng sẽ đỡ buồn hơn rất nhiều. Chỉ lo ngại một điều là tôi sợ làm nàng mang tiếng dẫn trai về nhà. Mà lại là trai già nữa mới quê chứ. Nhưng rồi tôi cũng gật đầu đồng ý. Nói chuyện một lúc thì Diễm quay về công ty. Tôi ngồi đồng khá lâu tại quán để giải quyết một số công việc giao dịch với khách hàng, vì không thể để việc kinh doanh gián đoạn. Tiền lúc nào cũng cần mà. Tôi gọi thằng con Út mang ra cho tôi chiếc xe tay ga để đi lại cho tiện. Lúc tới bãi gửi ô tô để giao xe cho tôi, nó ấp úng thông báo: mẹ bảo bố ngày mai phải về nhà ký giấy thỏa thuận ly hôn gì đó. Tôi gật đầu: ừ, mai bố về. Đừng lo lắng con ha. Lo xong chỗ ở, bố sẽ cho con biết. Nó từng ngần đứng chơi với tôi một lúc, rồi buồn buồn bỏ đi về. Tối hôm đó, tôi phóng xe máy tới nhà Diễm. Nàng thuê một căn nhà nhỏ trong khu dân cư yên tĩnh. Nhìn nơi ở của nàng, tôi hơi bất ngờ, vì khá đẹp và tươm tất. Quen Diễm gần 5 năm, mà đây là lần đầu tiên tôi tới chỗ này. Em cũng xài sang quá hen. Tiền thuê nhà bao nhiêu một tháng vậy nhóc? Không phải em xài sang, mà là má em. 4 triệu lận đó, bao luôn điện nước. Tháng nào bà già cũng vô ở với em ít nhất một tuần. Trời, lỡ anh đang ở đây mà mẹ em vô thì anh biết tính sao? Chưa đâu, mẹ vô rồi, mới về hôm kia. Ghê ha, mẹ mới đi là lo dắt trai vô nhà. Xì, nếu anh chịu thì có mẹ em cũng dắt. Trời, thiệt là hết nói nổi. Con nhỏ cười hì hì, hết sức vô tư. Tôi chợt đưa ra ý kiến: sao anh không thuê trong khu này nhỉ? Còn nhà không? Dạ không, ba mẹ con bạn thân của em có dư căn này nên cho em ở. Và cũng là để giữ nhà luôn, chứ khu này không có ai cho thuê cả. Ồ vậy à. Tôi chép miệng tiếc rẻ. Chợt Diễm nhìn tôi nghiêm trang hỏi: nếu có một căn nhà khá rộng rãi, có thể làm kho, vừa ở, vừa làm việc, mà cách xa đây khoảng 15 km, thì anh có chịu thuê không? Tôi nghe cũng thấy ham ham, bèn hỏi tới: ở tận đâu thế em? Dạ, em chưa nắm rõ lắm, nhưng đâu bên quận 12, giáp Hóc Môn, Củ Chi gì đó, mặt tiền đường nhựa, có chỗ cho anh đậu xe ngay nhà luôn.
nhưng nghe nói khung cảnh chỗ đó hơi hoang vắng. Có lý đó, vắng vẻ anh càng thích. Chỉ ngại từ đây ra đó xa xôi mà thôi. Diễm nói với tôi bằng giọng chững chạc bất ngờ. Em thấy không xa, vì anh có ô tô mà. Còn chuyện làm ăn thời buổi này, giao dịch qua mạng, qua điện thoại, giao hàng qua Grab, anh lại có website giới thiệu sản phẩm. Đang gặp khó khăn thì đó là giải pháp tiết kiệm nhất mà anh. Người ta cho thuê mỗi tháng bao nhiêu mà bảo tiết kiệm hả nhóc? Nàng nheo mắt nhìn tôi. Có 3 triệu hà. Nhà rộng 100 m², diện tích gấp đôi căn này, có sân rộng. Tôi giật mình, hấp tấp nói. Trời đất, vậy sao? Mai cho anh đi xem đi. Nếu đúng như vậy, anh thuê liền. Nhưng tôi cũng hơi thắc mắc. Ủa mà chủ nhà là ai? Sao em kiếm hay quá vậy? Như vậy mà không đi làm môi giới nhà đất thì coi bộ hơi phí đó. Cũng là chủ nhà này. Trời, ba má bạn của em giàu vậy sao? Dạ, họ giàu lắm. Nhưng căn nhà đó rao bán hơn 1 năm rồi mà chẳng ai mua. Không ai trông coi nên bụi bám nhện văng. Chiều nay nghe em hỏi, nhỏ bạn em đòi cho anh thuê liền. Tối nay nó về nhà hỏi ba má, mai trả lời dứt khoát. Ủa, vậy em nói anh là ai? Người yêu của em. Nói xong, Diễm bỏ chạy ra nhà sau, cười ha ha vang cả căn bếp. Tôi cũng hết biết nói gì nữa. Cũng lần đầu tôi chứng kiến Diễm trổ tài nội trợ. Con nhỏ bày vẽ làm mấy món tôm ghẹ sò ốc lính kỉnh, y như ngoài quán nhậu. Tôi hỏi, em nấu gì mà lắm thứ vậy? Đãi anh lần đầu, rồng ghé nhà tôm. Con nhỏ trả lời tỉnh bơ. Diễm lau nhà sạch sẽ, rồi dọn đồ ăn ra nền gạch phòng khách. Chợt nàng nhìn tôi hỏi, còn buồn không anh trai? Không em à. Xạo, nhìn mặt anh thấy rõ hai chữ thất tình dán trên trán. Em lại nói nhăng nói cụi nữa rồi. Muốn uống cho quên sầu không? Em có bia đây. Ok, có thì mang ra. Hai đứa tụi tôi ngồi dựa lưng vào góc tường, vừa ăn vừa nốc. Chẳng có ai là bợm nhậu, nên chỉ sau 2-3 lon là cả hai cùng ngất ngưỡng. Diễm nhìn tôi trêu chọc. Nhìn mặt anh kìa, đỏ như gà chọi. Em thì hơn gì hả? Thôi, ngưng không uống nữa. Nàng vùng vằng. Em không chịu, mỗi đứa uống 5 lon mới được nghỉ. Trời. Diễm nói lảng sang chuyện khác. Anh, em có điều thắc mắc. Chuyện gì? Em hỏi đi. Nàng không hỏi ngay mà im lặng trầm ngâm một lúc mới lên tiếng. Chị có còn yêu anh không? Tôi hơi ngớ người ra một chút, nhưng rồi cũng đáp. Chắc hết rồi. Còn anh? Cũng vậy. Mà thôi, em hỏi gì nhiều thế? Diễm nhìn tôi đăm đăm. Cho em hỏi một câu về chuyện của anh nữa thôi, rồi mình uống tiếp ha. Được, một câu thôi nhé. Dạ. Em nhận xét anh là một người có tài, vẻ ngoài lại đẹp trai, nam tính. Sự nghiệp như thế cũng gọi là ổn. Nhưng quan trọng nhất là anh rất chung thủy với vợ. Cái này là em khen thật lòng. Anh là của hiếm đó. Vậy mà sao chị hết yêu anh, cứ kiếm chuyện hoài vậy? Bà có người khác à? Tôi im lặng rất lâu. Diễm vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng tôi nói,
Câu hỏi của em cũng chính là câu anh tự hỏi. Anh không trả lời được. Anh chỉ có thể nói cảm nhận của mình thôi nhé. Càng ngày, anh càng thấy ngột ngạt, tù hãm trong cuộc sống đó. Anh có đủ thứ bổn phận phải đáp ứng, nhưng khi đau ốm ngã xuống thì chẳng được ngó ngàng. Thậm chí anh phải tự ra chợ mua cho mình cả đến chiếc quần lót. Còn rất nhiều nữa mà anh không muốn kể thêm, vì đổ lỗi lúc nào cũng là một sự bao biện không cần thiết. Chỉ là cả hai tụi anh cùng hiểu rằng không thể chịu đựng nhau thêm nữa. Cũng có thể vợ anh không cảm thấy như anh, vì khi anh bỏ đi thế này thì bà là người được, còn anh thì mất hết mọi thứ. Thế nhưng sự việc cũng không hẳn thế. Khi ra ngoài xã hội thì anh rất tự hào về bản thân mình, nhưng khi về nhà thì anh lại có cảm giác hèn mọn đến không thể chịu nổi. Anh nghĩ ai cũng cần một tình yêu để sống, để phụng sự và hy sinh. Nhưng khi anh không còn cảm nhận được điều đó ở người kia thì anh chỉ muốn kết thúc. Anh không muốn khổ nữa. Nghe anh nói em buồn quá hả? Cả hai đứa im lặng, ngồi uống tì tì hết chỉ tiêu 5 lon của Diễm. Thấy con nhỏ say quá, nhướng mắt hết lên, tôi bảo nàng: em đi ngủ đi, anh dọn cho. Miệng thì nói vậy, nhưng tôi vẫn ngồi yên vì cơn buồn ngủ và sự lười biếng đang ùng ùng kéo đến. Chẳng bao lâu thì tôi thiếp ngủ quên, lúc nào không biết. Nhưng được một lúc thì tôi giật mình tỉnh dậy vì những tiếng động lổn rổn trong bếp. Diễm đang rửa chén, dọn dẹp bữa ăn bày bừa khắp nhà lúc nãy. Tôi vẫn nhắm mắt lơ mơ. Một lúc sau thì thấy yên tĩnh trở lại. Rồi tiếng bước chân của nàng tiến lại gần. Diễm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Nàng lay lay vai tôi: anh à, dậy tắm đi rồi hãy ngủ tiếp. Thôi em à, anh nằm đây ngủ luôn cũng được, sáng tắm sớm rồi đi công việc. Nhưng con nhỏ nhất quyết lôi tôi dậy: hôi quá à, tắm sạch thì em mới nằm ngủ cùng anh được. Tôi giật bắn mình, tỉnh hẳn người: trời đất, em nói gì vậy? Nhưng em tự động mở nút áo sơ mi của tôi ra, còn miệng thì cầu nhau: để vậy mà ngủ được, em không biết là đàn ông ở dơ vậy. Thế là tôi phải lồm cồm bò dậy đi tắm theo ý của em nó. Khi tôi từ trong nhà tắm bước ra, Diễm đã đứng ở đó. Em nắm tay tôi lôi vào phòng: vô trong ngủ với em. Tôi hốt hoảng giật tay ra và gắt: đừng có khùng, anh ngủ ngoài phòng khách. Đột nhiên Diễm nhìn tôi uất ức như sắp khóc, nước mắt chảy lưng tròng: có bao giờ em xin anh điều gì chưa? Khi anh cần, anh gọi em chạy tới như một con ngốc. Em cũng có tự tôn của mình nữa chứ. Và em còn là con gái đó. Anh tệ với em lắm. Và em khóc hu hu. Tôi đứng sững người, không biết nói gì nữa. Nước mắt Diễm làm cho lý trí của tôi bay biến đâu mất. Trong lòng đột nhiên dạt dào, thấy thương em nó vô cùng. Tôi quên phức là mình chưa kịp mặc quần áo ngoài, nên vẫn cứ choàng tay ôm nàng vào lòng vỗ về: thôi mà, cho anh xin lỗi. Trời đất ơi, con bé làm như bị khơi nguồn nước mắt hay sao ấy. Nó lại càng dúi mặt vào ngực tôi và khóc to hơn, trong khi hai tay nó thì ôm quấn lấy tôi cứng ngắc. Đến nước này thì tôi chỉ còn biết đứng im chịu trận
mà miệng thì không ngớt lảm nhảm một câu, chỉ đúng có ba chữ: "Nín đi cưng, nín đi cưng." Diễm ngẩng gương mặt ướt nhòem lên nhìn tôi và nói mếu máo: "Anh xấu lắm." Tôi lấy tay lau nước mắt cho em. Em nhắm mắt lại và miệng thì mở hé ra như hai cánh hoa hồng mời mọc. Thú thật, lúc này tôi chỉ muốn gắn chặt môi mình lên đó. Tôi biết nụ hôn này sẽ hấp dẫn và ngọt liệm như một miếng táo chín. Cái bản năng hoang dã bị đè nén lấy bấy lâu giờ đang bừng bừng muốn trỗi dậy, bất chấp hậu quả. Nhưng rồi, tôi vẫn là tôi. Tôi biết không thể để mặc cho bản năng điều khiển, nhất là trong thời điểm này, lại càng không thể mắc sai lầm. Tôi dìu nàng đến ngồi xuống ghế sofa, lấy cho em miếng khăn giấy xong, tôi vội vã mặc lại quần áo nghiêm chỉnh, rồi nói: "Nhóc con, em thừa biết anh yêu quý em thế nào mà. Chính vì như thế, nên anh càng không thể để xảy ra những hệ lụy cho em vì những giây phút thiếu kiềm chế." Nói ra thì có vẻ giả dối, nhưng thật tình thì anh thương em đến nỗi không thể làm hại em, hiểu chưa? Đến lúc này thì Diễm đã tỉnh táo. Trước khi đứng dậy đi vào buồng, nàng còn nhìn tôi nói nhẹ nhàng: "Nếu không sợ mũi cắn thì anh nằm đó đi, em đi ngủ đây." Tôi nhìn theo, mặt con nhỏ buồn so pha chút giận dỗi, kiểu như con nít xin kẹo người lớn mà không được cho vậy. Tôi mỉm cười nằm xuống ghế sofa cố dỗ giấc ngủ. Nhưng trời ạ, chưa được 10 phút thì Diễm trở ra. Em mang theo chiếc chăn và cái gối ôm. Tôi nằm yên nhìn nàng. Diễm trèo lên người tôi và lăn vào trong. Chiếc ghế sofa vốn chật chội nên thân thể em ép chặt vào người tôi. Hai gương mặt bây giờ gần đến nỗi môi tôi chạm vào má nàng. Mùi da thịt của em thơm như mùi phấn, ngập tràn khứu giác, khiến hồn tôi bay bổng lên 9 tầng mây. Tôi nói như rên lên: "Trời ơi, em làm như vậy, sao anh chịu nổi?" "Ai bắt anh chịu nè?" Em nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng bóng nhỏ xíu hơi hé ra như cười cợt. Em quàng tay ôm tôi và nói thì thào vào tai: "Đêm nay em muốn anh vui khi ở đây." Diễm vùi mặt nàng vào mặt tôi, khẽ nói: "Đừng tự làm khó mình nữa, ôm em ngủ đi anh." Mọi người nghĩ coi, tôi đâu phải ông Phật sống mà nàng thử thách tôi ghê gớm đến thế. Tôi dằn xuống mọi ham muốn thể xác, cố chỉ để lại trong đầu những ý nghĩ yêu thương. Đêm nay được đánh dấu bằng một cái mốc kỳ lạ sau 5 năm quen biết. Hai đứa tôi dính chặt như Sam trên một chiếc ghế dài nhỏ xíu, nhưng không làm gì hơn thế. Trong giây phút rạo rực, chúng tôi gắn chặt môi, hôn nhau thật sâu, thật ướt át, trước khi chìm vào giấc ngủ ly bì, không mộng mị. Thậm chí đến tận 7 giờ sáng, Diễm vẫn nằm gọn trong lòng tôi mà không chịu thức giấc. Tôi phải ra tay cưỡng bức thì em mới miễn cưỡng ngồi dậy. "Con nhỏ phụng phịu, em muốn nằm vậy hoài." "Thôi sáng rồi cô nương, ngoan dậy nào." Lúc trước khi đi làm, Diễm cẩn thận căn dặn: "Anh về nhà lo công việc, trưa em nhắn tin thì anh qua công ty đón em, đi xem nhà nhé." "Anh nhớ rồi." Dư âm của đêm qua vẫn còn váng vất trong đầu. Sáng nay, tôi đã nhìn Diễm bằng một con mắt khác hẳn từ trước đến giờ. Cố không suy nghĩ thêm nữa, tôi xách xe chạy về nhà.
Vợ tôi ngồi sẵn nơi phòng khách. Khi thấy tôi, liền chỉ tay vào tờ giấy để sẵn trên bàn. Anh xem trước coi xong chưa? Được rồi thì đi công chứng. Giọng nói của vợ tôi lạnh nhạt, không chút cảm xúc. Tôi đã quá quen với thái độ ấy nên cũng không lấy gì làm khó chịu. Nhưng sau khi đọc xong nội dung tờ thỏa thuận ly hôn thì tôi nổi giận thực sự. Sao em lại phủ nhận công sức của anh trong nhà này? Ủa? Đi ra rồi mà cũng muốn mang theo gì nữa? Nhưng sao em thâu tóm hết tài sản mà coi được vậy? Chứ trước khi lấy tôi thì ông có gì? Bây giờ chia tay thì bước ra mình không đi. Ông là quân tử mà tranh giành với tôi làm gì? Trời, sao em có thể nói vậy được? Lý lẽ ở đâu? Tôi không tranh cãi với ông. Cái giá của sự tự do là vậy đó. Không chịu thì thôi. Vậy tôi không ký. Tôi chỉ nhượng bộ đến mức nào đó thôi. Đừng ép người quá đáng. Và tôi rời nhà ngay sau đó. Tôi biết ở lại chỉ có cãi vã mà không mang đến một kết cục nào tốt đẹp. Với kiểu cố chấp và ích kỷ của cô ấy, tôi sẽ còn gặp khó khăn dài dài. Và tôi biết chắc như thế. Thằng Út mang ra thêm một ít vật dụng cá nhân của tôi bỏ lên xe. Trước khi quay trở vô nhà, nó còn tiết lộ cho tôi một thông tin. Con nói bố nghe chuyện này. Mẹ có quen một người đàn ông cùng đoàn trong chuyến du lịch nước ngoài tháng rồi đó bố. Vậy à? Nhưng mẹ con có quyền tự do của bà ấy mà. Thì con cũng chỉ cho bố biết vậy thôi. Có điều tôi bất ngờ nhận ra là tôi khá dửng dưng khi nghe cái tin đó. Tuy vậy, lòng tôi cũng có một chút mơ hồ lo lắng vấn đề người thứ ba nếu có sẽ ảnh hưởng xấu đến tài sản mà tôi để lại cho con khi rời khỏi nhà. Nhưng rồi tôi tự trấn an. Với tính cách tằn tiện, một đồng cũng khó lọt ra ngoài, thì chắc chẳng ai ăn nổi của vợ tôi, dù chỉ một đồng. Tôi chỉ còn biết nghĩ, thôi kệ, cho đỡ nhức đầu. Bây giờ đi với Diễm, lo chuyện chỗ ở cái đã. Căn nhà thuê tuyệt vời ngoài sự mong đợi, nhưng phải công nhận là xa. Có khi cách nội thành đến 20 km. Di chuyển bằng ô tô gặp lúc kẹt xe sẽ mất khối thì giờ. Nhưng Diễm thì háo hức hơn cả tôi. Em làm như là thuê cho chính mình vậy. Hơi xa, nhưng chỗ này lý tưởng quá anh ha. Tôi không hiểu cái từ lý tưởng của nàng ám chỉ điều gì. Với tôi, chỗ ở này rộng rãi, có thể dời kho xuống đây một cách thoải mái. Sân trước đổ ô tô, đỡ tốn một khoản phí gửi xe vào bãi. Nhưng còn ngoài ra, thì nơi này trông giống một chỗ ẩn cư, thích hợp xây chùa để ngày đêm tụng niệm. Hoặc là địa điểm yên tĩnh, dành cho các cặp đôi tha hồ hú hí mà chẳng sợ ai quấy rầy. Không lẽ con nhỏ muốn nói tới đặc điểm này? Nguyên một đoạn đường khá dài, chắc phải đến hàng trăm mét. Cả hai bên chỉ trồng toàn cây khuynh diệp dày đặc, chen lẫn là những lùm bụi cỏ dại mọc tùm. Căn nhà như lọt thỏm giữa rừng cây mênh mông xanh ngắt. Những khi gió thổi mạnh, tiếng lá nghe lao xao, tưởng như đang ở chốn rừng hoang nào đó, chứ không phải ngoại ô Sài Gòn. Khi tôi gật đầu đồng ý thuê, thì Diễm vỗ tay reo lên như một đứa trẻ. Tôi nói với nhỏ bạn Diễm là tôi sẽ ở thử một năm đầu xem sao. Nhưng tôi yêu cầu ký hợp đồng 3 năm để phòng hờ.
vì không thể, nó muốn thay đổi chỗ ở là chuyện dễ dàng. Diễm đi vòng quanh căn nhà ngắm nghía, rồi nói với tôi: "Phải mua dụng cụ làm bếp anh à, bếp nút trống trơn thế này." Trời ơi, chưa có giường ngủ luôn nè. Gương mặt con nhỏ đăm chiêu suy nghĩ, làm như tính toán mua sắm cho chính nó trước khi dọn về nhà chồng vậy. Lúc trên đường về, Diễm hỏi một câu làm tôi bất ngờ: "Xa vậy, khi nào anh mới gặp em?" Trời, anh cũng phải chạy tới chạy lui đi công việc mà, lo anh trốn ở đây luôn hả? Em đâu biết. Từ lúc đó, em ngồi yên lặng không nói gì nữa. Tôi biết nhỏ đang buồn, vì từ mai, hai đứa khó có thể muốn là gặp nhau đi cà phê như trước. Tối hôm đó, tôi ngủ lại nhà Diễm đêm cuối. Con nhỏ lại bày ra ăn uống. Em nói ăn mừng thuê được nhà. Lần này nó giao hẹn: "Bữa nay chỉ tiêu là 6 lon nha, ai xỉn trước thì thua." Thua thì bị phạt gì? Tôi hỏi cắt cớ, làm em ngớ ra không biết đường trả lời. Nhưng con nhỏ bướng bỉnh nói bừa: "Thì kẻ thắng muốn gì cũng được." Trời, ẩu quá đi. Cả hai cười vang. Riêng tôi thấy trong lòng ấm áp, tạm quên đi những phiền muộn của mấy ngày qua. Cũng như đêm trước, chưa hết 6 lon, cả hai đã say mềm. Tôi nằm tựa lưng vào vách định ngủ. Lần này, con nhỏ tự nhiên hơn trước. Em thản nhiên bò qua, chui vào lòng tôi, nằm gọn lõn như một con mèo. Tôi cũng không thèm cự tuyệt hay phản đối gì, vì có dãy nảy lên cũng chẳng được. Nó đâu thèm nghe. Với lại suy cho cùng thì tôi chán đời quá rồi. Có gái đẹp kế bên, ngon như vậy, ngu gì không ôm. Nếu bị dèm pha dị nghị thì trước sau gì cũng đã mang tiếng rồi. Cho tới luôn đi. Diễm xoay người lại, nhìn vào mắt tôi, nói nhẹ như liếu cả lưỡi: "Em thương anh nhất trên đời đó, biết không hả đồ ngốc?" Bây giờ tôi nhìn em nhòe nhoẹt trong cơn say, chỉ thấy đôi mắt em mở to đen thẫm đang kề sát mặt mình. Tôi cúi xuống hôn em. Một nụ hôn miệt mài rất lâu, tưởng không bao giờ dứt. Sau đó, hai đứa nằm ôm chặt quấn lấy nhau trong góc nhà, ngủ say sưa, bất kể chung quanh nào là chén bát ly cốc ngổn ngang, không kịp dọn dẹp. Ngày hôm sau, tôi chia tay Diễm để đi dọn nhà. Tôi chở nàng ra bãi xe ô tô để nhờ em mang giúp xe máy về cất ở nhà. Đến cổng bãi giữ xe, em nói khẽ mà không nhìn tôi: "Anh đi đi, tan làm em lên anh." Tôi nghe không rõ nên hỏi lại: "Hả? Em mới nói gì?" Nhưng Diễm lắc đầu: "Dạ không, anh lái xe cẩn thận." Rồi con nhỏ im luôn, mặt buồn thiêu. Tôi nắm tay em một lúc lâu, rồi mới quay lưng đi, vào chỗ đậu xe. Tôi đến nơi ở mới khá sớm. Đồ đạc mang theo chẳng có gì nhiều. Mọi thứ tiện nghi cơ bản trong nhà đều thiếu thốn hoặc không được trang bị. Trước mắt tôi phải xoay trần ra làm vệ sinh, lau dọn lại căn nhà bỏ hoang, chắc cũng từ thời Bảo Đại tới giờ. Bụi đóng thành từng lớp, dày đến nỗi không thể quét cho sạch được. Suy nghĩ một chút, tôi lái xe ra cửa hàng điện máy gần nhất, cách đó cũng hơn 5 km, để mua một máy hút bụi và vài cái ổ cắm điện. Khi đi ngang một cửa hàng bán đồ gia dụng, tôi ghé vào hỏi mua cây lau nhà, vài cái chổi và một cặp chiếu cói.
hãy cứ tạm thế đã. Thiếu đến đâu, mua đến đấy. Về đến nhà, tôi bắt đầu làm cái công việc dọn dẹp cực khổ mà đã lâu rồi tôi chưa nếm trải trở lại lần nào. Vất vả thì cũng không có gì đáng để phàn nàn. Nhưng cái thứ không khí hoang liêu vắng lặng ở đây lại có thể làm tôi thấy cô đơn đến thế. Vấn đề Internet có thể là nghiêm trọng nếu không được giải quyết sớm. Lúc nghỉ giải lao, tôi không thể vào mạng suôn sẻ vì sóng 3G ở đây quá yếu ớt. Tôi cấp tốc tra cứu, tìm một trạm giao dịch của nhà mạng gần nhất để yêu cầu thuê bao một đường truyền cáp quang. Đây là thứ tiện nghi không thể thiếu và cũng không thể chờ đợi. Không có mạng, tôi có cảm giác như bị tách biệt ra khỏi thế giới. Loay hoay mà cũng đến trưa lúc nào không hay. Một phòng ngủ đã được dọn sạch sẽ, lại có cửa sổ thông ra mảnh sân nhiều bóng cây. Không khí tràn vào phòng khá mát mẻ dễ chịu. Không có sẵn giường nên tôi lau kỹ nền gạch đến 2 lần. Sau đó trải 2 chiếc chiếu cói chồng lên nhau làm chỗ ngủ. Như vậy cũng tươm tất chán. Phải tập thích nghi với những thiếu thốn tạm thời chứ nhỉ. Tôi tính lái xe đi tìm chỗ nào đó ăn trưa và có thể cả tối nữa. Hôm nay chưa có vật dụng làm bếp nên cũng chưa thể tự nấu nướng gì được. Còn phải sắm sửa nhiều thứ lắm. Cứ nghĩ đến việc gì là thấy thiếu thốn thứ đó. Việc tưởng nhỏ này lại thực sự không nhỏ. Nó làm tôi phát cáu vì thấy như mình bị cản trở đủ mọi đường. Bao nhiêu năm đã quen đầy đủ tiện nghi, giờ thảy ra sống như giữa nơi hoang đảo, tôi thấy mình giống bị cụt hết chân tay, muốn làm gì cũng không được. Quả thật, trước khi thuê một căn nhà trống huếch trống hoác như vậy, tôi lại không nghĩ đến vấn đề trang bị tiện nghi lại có thể làm tôi bị ức chế đến như thế. Có vài quán cơm bình dân cách nhà gần 1 cây số. Nơi đó tập trung vài cơ sở chăn nuôi nên các quán ăn phục vụ công nhân là chính. Thú thật rằng tôi không thể ăn hết đĩa cơm sườn chẳng nhiều nhặn gì. Đơn giản là vì tôi không sao nuốt nổi. Chưa bàn tới chuyện ngon hay dở, chỉ nhìn khâu vệ sinh, an toàn, nơi chế biến và chén đũa nhớp nháp dầu mỡ là tôi đã hết muốn ăn. Thế là lại thêm một vấn đề lớn nữa. Ngày mai khi về Sài Gòn, tôi phải tìm cách giải quyết chuyện này ngay lập tức. Tôi kết thúc công việc dọn dẹp toàn bộ căn nhà thì trời cũng đã sụp tối. Ngó đồng hồ, thấy đã gần 7 giờ. Tôi nghĩ bụng, tắm rửa xong xuôi sẽ chạy xe đi xa hơn, kiếm một quán ăn đàng hoàng để nhét đầy cái dạ dày đã trống rỗng. Tôi chui vào nhà tắm, xả cho sạch bụi bặm trên người. Cũng may hệ thống điện nước vẫn còn đầy đủ và chạy tốt. Nếu không thì cũng khốn khổ khốn nạn chứ chẳng chơi. Ngày mai phải thay cái vòi sen mới trong nhà tắm. Còn bây giờ tôi phải hứng nước vào cái xô nhỏ dội từng gầu. Mà cái gầu nhựa múc nước cũng bị nứt vỡ nữa chứ. Thiệt tình á. Đang lim dim hưởng thụ sự mát mẻ, trong lúc liên tục dội nước lên người thì tôi nghe tiếng đập cửa. Nhà rộng mà phòng tắm nằm ở phía sau nên tiếng đập cửa chỉ nghe văng vẳng. Có khi đã rất lâu cũng nên mà giờ tôi mới nghe thấy. Không biết ai tìm mình vậy kìa, mà có quen ai ở đây đâu nhỉ. Nhưng tôi chợt giật thót người khi sực nhớ tới Diễm, rồi nhớ tới ban sáng em ấy nói em sẽ lên anh, rồi bỏ lửng. Trời ơi, có phải em ấy? Tôi vội vàng lấy khăn lau người và hấp tấp mặc quần áo, rồi chạy nhanh lên nhà trên. Lúc này
ngoài tiếng đập cửa nghe rất lớn, lại còn cả tiếng gọi của Diễm. Anh ơi, anh đâu rồi? Tôi vui đến nỗi khi mở cửa ra vừa trông thấy em, tôi đã ôm chầm lấy nàng. Diễm cũng ôm chặt tôi. Em hôn tới tấp lên mặt mũi tôi và nói gấp gáp trong hơi thở. Anh ơi, em nhớ anh quá à. Thấy đầu tóc tôi còn ướt sũng nước, nàng lên tiếng trách móc. Anh mới tắm hả? Sao không lau đầu tóc cho khô? Để vậy bệnh thì sao? Đi vô, lau lại đầu tóc cho em. Diễm quay trở ra xe, lần lượt khiêng vô nhà các thùng đồ mà nàng đã gói ghém cẩn thận. Thì ra em đi xe của tôi, trên chiếc Nuvo 135 mà nàng chất thùng to thùng nhỏ như xe thồ chở hàng. Trời ơi, tôi không thể tưởng tượng nổi em chở nặng nề và cồng kềnh như vậy trên một quãng đường dài đến 20 km. Tôi ngây người ra, nhìn không chớp mắt, đến nỗi quên cả việc giúp nàng một tay. Diễm phải gắt lên: sao anh đứng đó mà không ra khiêng phụ em? Sau khi khiêng hết đồ đạc và dắt xe vào trong nhà, em hỏi: xe ô tô anh để ngoài sân có sao không? Không sao đâu em, anh có lắp hệ thống chống trộm và camera theo dõi, mọi phát hiện đáng ngờ đều báo động qua phone của anh. Yên tâm đi hen. Giờ anh lo ăn cơm đi, muộn rồi đó. Tôi không ngờ Diễm chu đáo và đảm đang đến thế, trái hẳn với tính cách tinh nghịch của nàng mà tôi thường thấy. Em nấu sẵn cơm và thức ăn, đựng trong gà mên để mang lên cho tôi. Có cả bánh trái trắng miệng. Nàng nghiêm trang bảo tôi: em ăn cơm ở nhà rồi mới đi. Cái này phần anh, phải ăn cho hết nha. Anh biết rồi nhóc. Tôi cảm động đến muốn nghẹn lời. Lâu rồi tôi mới nhận được sự chăm sóc ân cần và ngọt ngào đến thế. Trong khi tôi ăn, Diễm sành soạn các vật dụng mà em chở lên. Vừa lấy ra em vừa giải thích, cứ làm như tôi là con nít không biết gì hết vậy. Em chỉ mới đem tạm vài thứ cần thiết thôi, từ từ em sẽ mang đủ thứ cần dùng trong nhà cho anh. Lần này là chén bát, muỗng đũa, ly cốc, bình đựng nước uống, nồi cơm điện, bếp từ, bàn ủi và cả nhăn mũi và chai xịt mũi cho anh nữa nè. Tôi kinh ngạc đến nỗi ngưng hẳn và cơm vào miệng. Con nhỏ lo đến từng thứ nhỏ nhặt nhưng không thể thiếu ở đây. Tôi trân trối nhìn em. Trời ơi, em mua lúc nào thế? Hết bao nhiêu? Cho anh gửi tiền lại nè. Mấy thứ này em mua sẵn để sơ cua trong nhà. Em thích mua sắm đầy đủ mà, nên anh đừng bận tâm gì nhé. Nhưng... không có nhân nhị gì hết, đừng làm em buồn. Tôi ăn hết gà mên cơm của Diễm một cách ngon lành. Em vào bếp, rửa sơ, rồi mang ra cho vào túi. Em ngồi xuống nắm tay tôi. Anh à, mai nhớ thu xếp đi siêu thị mua thực phẩm. Phải ăn uống cho đàng hoàng nhé. Anh cứ lo công việc, từ từ em sẽ chở thêm vật dụng cho anh. Hãy để em lo mấy chuyện này, chứ anh là đàn ông chẳng biết gì hết. Tôi thấy mình như thằng ngốc, không biết nói gì với em nữa. Bây giờ tôi mới thấy được tình yêu của em dành cho tôi thật là lớn, đến nỗi tôi cứ ngỡ như mình đang nằm mơ hay trong một câu chuyện hoang đường nào đó. Chợt Diễm ngó đồng hồ rồi vội vàng đứng lên. Thôi chết, 9 giờ rồi, em phải về, nếu không đêm tối đường vắng em sợ ma. Tôi nắm tay kéo em ngồi xuống. Không, em không được đi xe máy một mình giờ này, anh sẽ chở em về. Diễm quàng tay ôm cổ tôi,
Em nũng nịu nói: "Vậy giờ em ở lại, sáng mai anh chở em về sớm, được không?" "Trời, em nói thật chứ?" "Em lúc nào cũng muốn ở bên anh, không biết hả?" Đêm hôm đó, hai đứa tôi nằm ngủ trên hai chiếc chiếu khói. Và lại là đêm đầu tiên trong một căn nhà lạ. Không mền màng chăn gối, không gì cả. Diễm gối đầu lên cánh tay tôi, em thủ thỉ nói đủ thứ chuyện. "Mai về em phải mua mấy cái gối mền đắp và cả tấm trải nữa. Để anh một mình ngủ như vậy em xót lắm. Ngày mốt em lên ha." Cứ nghĩ em chạy xe đường dài chở nặng cồng kềnh, anh đau lòng quá đi. "Em sẽ xếp cho gọn, anh đừng lo. Nhưng giờ chỉ còn một chiếc xe máy ở nhà em, làm sao anh chở em về được?" "Tính rủ rê em ngủ lại nữa chứ gì. Đứa nào dụ dỗ người khác trước nè." "Em ở lại với anh ha. Sáng hôm sau em lái xe về rồi đi làm luôn. Để em đi xa một mình, anh cũng xót." "Không sao mà." Trong ánh sáng lờ mờ từ khung cửa sổ chiếu vào phòng, đôi mắt em long lanh tươi cười hạnh phúc. Nàng trèo lên người tôi, mái tóc dài rủ xuống mặt mũi tôi, tỏa hương thơm ngát. Tôi luồn tay xuống phía dưới, kéo chiếc áo thun của nàng qua khỏi đầu. Hai bầu ngực con gái rung rinh áp vào mặt khiến tôi như nghẹt thở. Cả hai vội trút bỏ quần áo vứt sang một bên. Và tôi cùng em yêu nhau lần đầu trong đêm đó. Lần đầu của hai đứa và cũng là lần đầu của em. Tôi cảm nhận sự sợ hãi hiện rõ trong mắt em. Nhưng là một đứa con gái cá tính, cứng cỏi, em e ấp nhìn tôi rồi nói rất nhỏ: "Em muốn anh yêu em. Em không sợ. Nhưng từ từ nha anh." Trái với những lo ngại của hai đứa, cảm giác thật là ấm áp, êm đềm, như đang bay bổng lên 9 tầng mây. Hai bàn tay em ôm lấy khuôn mặt tôi. Em hổn hển thì thào, nhẹ như hơi thở: "Tuyệt quá anh à. Em muốn anh yêu em như vậy hoài." Tôi hôn nàng rất lâu và nói: "Anh hứa mà, anh sẽ yêu em mãi mãi như thế này, nhóc à." Tôi và Diễm đều biết rằng mối liên kết của cả hai đã hình thành. Từ nay sẽ không gì có thể chia cách hai đứa được nữa. Buổi sáng sau khi đưa Diễm về, tôi đi lo một số công việc, rồi ghé nhà cũ cho thằng Út chuyển một ít hàng hóa chất lên ô tô. Tôi còn đến siêu thị mua ít thức ăn cho cả ngày. Khi nào người ta giao tủ lạnh, tôi sẽ mua dự trữ nhiều hơn. Loay hoay mà cũng gần trưa tôi mới về tới nhà. Trong gần 2 ngày, Diễm liên tục nhắn tin, khi thì nhắc tôi nấu cơm, ăn trưa chưa, nhắc tôi đi tắm. Lúc không nhắc nhở gì thì em than thở: "Em nhớ anh muốn phát điên rồi nè." Nàng chứng tỏ sự hiện diện bên tôi bất kể giờ giấc. Nên dù rời nhà chưa được một tuần mà trái tim tôi đã bình lặng, không còn mấy lo toan sóng gió. Con nhóc giúp tôi theo cái kiểu hà hơi tiếp sức trẻ trung và sôi nổi của em, khiến tôi thấy mình như bị cuốn theo tuổi trẻ đầy sinh lực của nàng. Không riêng gì em mới than thở nhớ tôi, chính tôi cũng bị nỗi nhớ dày vò không hề thua kém gì. Em hiện diện ngập tràn trong trí tưởng mọi lúc, mọi nơi. Kể cả nằm mơ cũng thấy em cười nói bên tôi trong giấc ngủ.
Chiều hôm sau, lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, em nhắn tôi: chắc khoảng 7 giờ 30 hay 8 giờ tối em về tới. Em đi chậm cho an toàn, anh đừng lo nhé. Nhưng mới 5 giờ chiều, tôi đã bắt đầu trông ngóng. Trong thời gian chờ đợi, tôi vào bếp nấu cơm, vì đã báo trước với Diễm: em về đây ăn cơm anh nấu. Tôi sẽ cho con nhóc thấy tôi cũng biết làm bếp như ai, chứ không đến nỗi tệ. Sau khi chuẩn bị xong bàn ăn thì tôi đi tắm rửa sạch sẽ. Khi em tới sẽ thấy mọi thứ chỉnh chu, để em khỏi còn chế giễu đàn ông vụng về không biết gì. Xong mọi thứ thì đã hơn 7 giờ tối. Bây giờ tôi chỉ còn việc ngồi lướt điện thoại và chờ đợi. Cứ chốc chốc tôi ngó đồng hồ, đã 8 giờ tối. Có lẽ Diễm sắp về tới rồi. Tôi có dặn con nhóc: khi đang chạy xe mà thấy anh gọi cũng đừng bắt máy, vì anh gọi chỉ để biết em đang chạy trên đường mà thôi. Và tôi bấm số gọi em. Nhưng thật bất ngờ, sau những tiếng tít tít thì vang lên câu nói quen thuộc: số điện thoại này hiện không liên lạc được vì đang bận hoặc không nhấc máy, xin vui lòng gọi lại sau. Tôi thấy hơi hoang mang và tự hỏi: sao con nhỏ lại tắt máy nhỉ? Hay nhỏ quên sạc điện thoại? Tôi cố trấn tĩnh và kiên nhẫn ngồi đợi. Nhưng đến 9 giờ, rồi 10 giờ, lòng tôi nóng rực như lửa đốt. Vì khi tôi gọi, vẫn câu nói đó, không liên lạc được. Tôi bắt đầu muốn phát điên, nhưng không biết phải làm sao. Tôi mặc thêm cái áo khoác ngoài, rồi ra trước cửa đứng đợi. Được một lát thì tôi mất hết kiên nhẫn, nên bước ra sát hẳn lề đường. Hơn 10 giờ đêm, khu này vắng lặng. Hai đầu đường không một bóng người, chỉ nghe tiếng lá cây rì rào mênh mang trong gió. Ruột gan tôi cồn cào, tâm trí tôi như hoảng loạn. Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Tôi muốn lấy ô tô chạy dọc theo con đường để tìm em, nhưng lại sợ lỡ đêm tối không nhìn thấy rồi em về tới thì sao. Sương đêm bắt đầu xuống lạnh. Tôi quay trở vào nhà. Kim đồng hồ vừa chỉ 11 giờ. Tôi phát điên thật sự. Tôi thấy rõ tim tôi thắt lại vì dự cảm không lành. Nỗi lo sợ rất mơ hồ, nhưng cứ lớn dần trong tâm trí đến mức kinh khủng. Tôi thấy đau lòng muốn chết được. Sự lo lắng đã dâng lên đến mức cực điểm mà em vẫn không thấy đâu. Nếu em có chuyện gì bất trắc, chắc tôi cũng chết theo mất. Có biết anh yêu em nhiều biết bao nhiêu không hả con nhóc kia? Cứ ngồi đợi như thế cho đến lúc mệt mỏi quá, nên tôi gục đầu xuống bàn. Mâm cơm đã nguội lạnh hết rồi, nhưng còn thiết gì nữa. Tôi như người kiệt sức, nhắm nghiền hai mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng đập cửa vang lên rõ mùng một, khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên. Kim đồng hồ chỉ 12 giờ đúng. Tiếng đập trở nên dồn dập, gấp gáp. Rồi giọng Diễm vang lên từ ngoài sân: anh ơi, mở cửa cho em. Tôi đứng dậy, lao nhanh ra mở cửa. Tôi mừng quá nên đôi tay đẩy chút cửa mà có run rẩy lập cập, như đang lên cơn sốt rét. Em đứng đó nhìn tôi: sao chẳng thấy xe hay đồ đạc gì cả vậy? Tôi bước ra nắm tay em và hỏi dồn dập: trời ơi, sao em về trễ vậy? Có chuyện gì thế? Xe đâu? Nhưng nàng rụt tay lại và nói nhỏ: em không biết nữa. Em sao vậy?
mau vô nhà đi. Nhưng đột nhiên nàng lùi lại, và cứ lùi lại, trở ra đường. Vừa đi, em vừa vẫy tay gọi tôi. Anh ơi! Anh ơi! Tôi kinh hoàng hét lớn. Trời ơi, em bị sao vậy? Sao không vô nhà? Hình ảnh nàng mờ dần trong sương và biến mất trong không gian như chưa từng xuất hiện. Tôi thét lên. Diễm ơi! Em đâu mất rồi? Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi vừa thấy một giấc mơ kinh hoàng. Diễm đã gặp chuyện gì? Người tôi bây giờ lạnh toát vì sợ hãi. Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, tôi ra khóa cửa và lên ô tô mở máy, chạy thẳng về hướng Sài Gòn. Tôi quyết tìm em cho bằng được, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Tôi cho xe chạy chậm chậm, chỉ khoảng 30 km/h. Vừa chạy vừa quan sát hai bên đường. Cảnh vật đêm khuya ở đây vắng lặng, không một bóng người. Chỉ thỉnh thoảng có một vài chiếc xe tải chở hàng ban đêm vượt ngang qua. Tôi đã đi xa hơn 10 km rồi, nhưng vẫn thấy đường xá bình thường, không có dấu vết tai nạn. Khi xe dần vào nội thành thì sự lo lắng tăng lên. Tôi bắt đầu bị cơn đau dạ dày hành hạ. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại để trong hộc cạnh ghế lái rung lên từng chập. Tôi hấp tấp cho xe vào sát lề đường và bắt máy. Tôi còn kịp nhận ra đây là số điện thoại lạ, không có trong danh bạ. Alo, tôi nghe. Phòng cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy đây ạ. Cô Trần Thị Thúy Diễm bị tai nạn hôn mê, nhập viện lúc 9 giờ tối. Giờ đã tỉnh lại và cô ấy yêu cầu liên lạc với anh. Mọi cảm xúc bây giờ mới vỡ òa. Tôi phóng xe như điên giữa đêm khuya đến thẳng bệnh viện. Trên đường đến với tôi, em bị một gã say xỉn phóng xe máy hết tốc lực đâm sầm từ phía sau. Diễm gần như bắn tung lên, té dập đầu xuống đường. Chiếc phone nhét trong túi quần, không hiểu vì sao cũng bị bể nát. Em bất tỉnh suốt gần 4 giờ. Nếu không nhờ chiếc mũ bảo hiểm thì em đã nguy hiểm đến tính mạng. Thêm một may mắn nữa là gói mền gối to đùng em ràng ở yên sau cũng làm giảm mức độ va chạm. Khi gặp em nằm trắng toát và đeo nẹp cổ trên giường bệnh, tôi khóc ngon lành, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng lúc nào cũng không biết. Diễm đã hồi tỉnh nhưng vẫn còn rất mệt. Tôi cúi xuống hôn khắp mặt mũi em, tay tôi sờ nắng tay chân em xem có còn bị gì nữa không. Em thều thào, anh ơi, em không sao rồi. Anh biết rồi nhóc, nằm yên nghỉ ngơi đi cưng. Nàng nắm tay tôi nói khẽ, lát anh coi đồ đạc em chở trên xe có còn không nha. Anh nhớ rồi, em còn nguyên vẹn là anh hạnh phúc rồi. Em có biết là cả tối nay anh sợ muốn chết không? Anh ơi. Gì hả em? Lên đây nằm ôm em đi. Trong phòng bệnh có tới hơn 4 chiếc giường kín hết bệnh nhân. Nhưng tôi kệ, tôi cẩn thận trèo lên nằm kế Diễm và nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Em thủ thỉ nói nhỏ, lúc mê man em nằm mơ thấy về tới nhà gặp anh đó. Tôi giật mình nhìn em. Trời ơi, thật sao? Anh cũng thấy em nữa. Đây giống như một hiện tượng thần giao cách cảm. Nàng đã tìm gặp tôi trong giây phút cận kề với nguy hiểm, cũng như tôi đã thấy em trong giấc mơ. Tôi không thể ngờ là tôi yêu em và em yêu tôi nhiều đến thế.
Thưa các bạn, trên đây là câu chuyện xảy ra 6 năm trước. Tôi đã chia tay với vợ cũ và hiện đang sống hạnh phúc với Diễm, con nhóc bạn thân đáng yêu nhất trên đời của tôi. Em vẫn giữ thói quen hồn nhiên, vòi vĩnh mỗi khi ở kế bên tôi. Anh ơi, em muốn anh yêu em ngay bây giờ nè. Dĩ nhiên là tôi không bao giờ dám để con nhỏ đó giận dỗi, dù chỉ một chút. Người ta thường nói, nếu không thay đổi được hoàn cảnh, thì hãy thay đổi chính mình. Và tôi đã thay đổi được cả hai thứ đó. Điều lớn nhất mà tôi chiêm nghiệm được khi sống với Diễm, khi mình cho đi một thì sẽ nhận lại được gấp đôi, và có khi còn hơn thế nữa.